Alo, kính chào quý anh chị cô bác nhá. Hôm nay mời cơ sở Ngọc nhá. Giới thiệu nhà một số cái đào cây ha cô nhà ơi. Đào cây đánh cây nhá, đào gỗ sới đất này, đây là xẻng nha. Cái là một cây mốt đó cả nhà ơi. Cái này một cây mốt là cái xẻng công cả nhà nhá. Đó, đây có cả cán này nha, cán cán này em nhá. Cô em là hai cả cán luôn nhá. Đó, chất lượng cả nhà nhá. Đây cả cán là 230 cả nhà nhá, mà xẻng công là 170 nhá. Xẻng cắt nhật cả nhà. Siêu bén nhá. Đào bị đàn luôn cả nhà, đến một phát là xe này nha, dây dây này cả cán nha, cả cán thì không cán thì 200 cả nha nha, cán nữa cả nhà 240 đây là đào nó nhọn nhá, chấn rễ chấn hổ cả cán cũng được cả nha, cái này cũng 200 cả nha, cả 240 cái dòng này rẻ hơn cả nhà ấy, 170 nhá, đây 170 cả cán, đó, cũng ít xe hơn nha, nó xuống đao luôn luôn cả nhà, cái loại đánh cây lên, cái này cả nhà, đấy, cong mòn tí nha, không đánh cây cả nhà ơi, đó, cả nhà nha, 200 cả cán là 240 cả nhà ấy. Đầy đủ nha cả nhà, không phải cản này về từ Hàn mới được nha. Rồi, địa chỉ 735 Hùng Vương, xe Gia Lai cả nhà nhé. Số điện thoại 0328 951 113. Nhà cần gì thì liên hệ em nhé. Chào nhà, bye bye, tạm biệt.